Rồi dặn cả mấy em nam nữ lưỡng phái, đêm 30 cũng thời tiết mấy em có mặt đây. Đằng qua ban phép lành cho hết. Ngày đó và sẽ giải nghĩa nghĩa lý của bí pháp vì ban phép lành đó. Tôi có chuyện ngộ nữa và cho mấy em một trần cười lạ lùng lắm. Là vụ qua học bí pháp, nhớ đêm 30 phải không hoạt cho đủ hết, chẳng nên vắng mặt đã. Nếu mấy em cả thải đều muốn cái hồng ân của chúng tôi khoảng năm, nhớ được. Đêm nay là khởi đầu Tết. Tất nhiên cả thải chúng ta đều thêm một tuổi, gọi là năm mới, mà tuổi mới. Nên đêm nay bần đạo giảng có chuyện vui lắm, nghe thức cười lắm. Mình dặn đi cho đông để nghe cái vụ bần đạo học bí pháp của Đức Chí Tôn truyền. Năm Bính Dần rằm tháng 10, tất nhiên là năm của Đức Chí Tôn đến đặng khai đạo tại Từ Lâm Tự, tất nhiên là chùa Gò Kén. Rằm tháng 10 mở đạo cho tới Tết Đinh Mão. Đêm 30 có lẽ khi cúng giờ này, cúng đàn đồ rồi thì Đức Chí Tôn giáng cơ. Tôi và anh Cao Thượng Phẩm thọ lan cho Đức Chí Tôn đến. Đến rồi vừa ký tên của ông, ký đặc biệt cho chúng tôi hiểu. Còn sách hai đứa đứng dậy hết, không biết làm gì, xô ngay ra chính giữa, rồi viết cái không gì, nói biểu cả con cái của ngài đều chung dưới cơ đó hết, là ngài ban phép lập. Rồi hai đứa đứng vậy rồi, mỗi người đều chung dưới cơ vậy hết. Đã chung rồi cái sự ông vẽ gì đó không biết, vẽ từ đầu cũng mỗi người rồi, cái đó cũng không, cái đó là cái quyền bí của đại thừa phụ mình không nói. Tới chừng rồi biết lại kêu tắt con coi đó thằng bắt trước thầy nghe. Dạng ơi, tôi không hiểu là cái gì hết, bắt trước làm sao giáng cờ như ổng rồi cũng dễ như vậy hay sao mà không dám hỏi, nó điên mà không dám hỏi. Lâu quá đi rồi, con khi đó giáng thằng dại rồi vui hỏi gì chả thưa thầy, hôm bữa ổng hôm Tết đâu thầy ban phép lành cho cả con cái của thầy mà thầy biểu con thì coi đang bắt trước, và bắt trước làm sao chứ? Con có thấy giáng cơ mà làm như thầy được đâu mà bắt trước? Ông cười, ông mới chỉ cái bí pháp, ban phép làm đó. Chỉ làm vậy à? Đấy, ông trẻ nghĩa hôm nay, cái ấn tạo cả không cả trụ ấn, thái cực. Lưỡng nghĩa nó thuộc về vô hình thể, tất nhiên là vì khí chất nó không có hư hình tướng. Vì có cái ấn
tứ tượng với bát quái, thể hiện xuất ra cái tứ tượng bát quái rồi thì vạn linh mới xuất hiện đó ta. Ấy vậy còn đưa cái ấn tứ tượng với bát quái ra, con trụ cả cái nguyên khí của cả không vũ trụ rồi con phân phát trên đầu mỗi đứa gì là ban phép lệnh nó. Nếu không nói rằng hãy con đưa nó lên đó, rồi cái nguyên pháp của con đó nó hiệp đồng lại là với cái quyền bí tối linh của thầy, tất nhiên là cái quyền chí tôn của thầy đó, thì cả con cái của thầy nó được hướng cái hồng ân đặc biệt gì hồn gì phách và xác thịt của nó. Nghe nói vậy mới hỏi bây giờ cái ấn tư tưởng sao mà bắt quay sao không biết, tay này để lên nó tứ thập gì nó tứ tưởng rồi này nó tám cái cung của nó đó, tám cung tức như bắt quay để như vậy, rồi bị để như vậy rồi đưa ra, à mình cũng đưa ra mà có biết rồi đưa ra đâu cũng bờ bờ đó, cũng không có làm gì trong đó hết. Ông đó cái pháp thủ mình để như vậy cũng không biết làm sao mà tự thở nay đạo thiên chúa mà có hết tôi tin gì thứ đó, đạo gia tô mà tin đâu có thứ đó đâu có được, mà từ nhỏ tới lớn là đại kỵ mà ông bác làm cái vụ vậy rồi cũng đưa ra. Đưa ra không làm gì hết. Sao bữa đó thấy bộ kia cũng làm nhiều lần được thật rồi. Đấy, cũng dạy hôm nay. Cũng đưa ra cũng như không, cũng như có khúc cử cũng đưa. Nó chờ thưa thầy đưa rồi làm sao chứ, có biết đâu. Nói, à, thầy dặn con để pháp thủ như vậy. Rồi đưa ra thì con cũng đưa ra chứ biết sao vậy. Nó còn không có truyền cả cái điểm lực của con vô trong đó, trong cái pháp thủ của con, tất nhiên truyền thần vô đó thì nó có rìu rộng trong cả không giới trụ, cái chân pháp nó có gì rìu rộng đâu. Giả tỷ như thế mai truyền thanh hay thâu thanh của con nó thấy được vậy, phải đưa nó ra, nó phải rìu rộng nó mới là sao động cả cái cả không giới trụ chứ. Này còn đưa ra nhiều khúc củi ăn gì đâu. Hỏi truyền phần vậy ra, có phải như thế con phò lan với anh nọ đó phải truyền phần vô cơ mới lên đâu phải không? Nói thầy vậy chứ sao? Nói hồi bữa hổm thầy không có nói. Phải thầy nói vậy con làm theo. Ba các bà vuốt trụ đó rồi mới tò mò mới hỏi cái đó là sao? Nói không có gì, con nó thấy cái mai truyền thanh, những mai thâu thanh bây giờ các con nó thấy trước mắt đó là dễ trong mấy con hiểu quá, con có thấy con nói tiếng nói ta có thấy người ta lấy được, bây giờ con đưa cái điểm con ra con rìu rộng thì cả con không giới trụ thì khi rìu rộng chứ có gì, mà khi nào cái pháp thủ con nó rìu rộng á thì cái chân pháp của thầy thiệt hiện ra trong cái pháp thủ con, rồi cái khối sanh lực của càng không giới trụ nó trụ lại đó, rồi càng con đưa nó làm gì con rái trên đầu mỗi đứa hết thì mỗi đứa đều hướng cho cái gì đó, à thì tới chừng đó cái hiểu được có làm bây giờ đó, không thôi là có biết đâu làm, mà hẳn nhất như mà ấn khuyết đồ hồi rút ra thì là đại kỵ, mà không có ưa thứ đó. Không phải thầy phù thầy pháp gì mà ước, hẳn nhất là đại kỵ gia tô giáo mà đâu có ước thứ đó, mà biết làm thì làm đó. Cái ấn mà Đức Tôn đưa cho đặng ban phép lệnh cho con cái của ngài đêm nay là trọng yếu hơn hết, nhưng mà mai sáng đây thì mấy người sẽ đến làm tuổi thôi để trụ lụng lại dưới rằng cho đông thiên hạ đó. Không biết chừng có người ngoài nó đi đâu lối đó
rồi làm bất tử rồi họ hưởng được đỡ, cũng cũng tội nghiệp mình nhân đức. Họ đi đâu đó đó mình nói rằng mình làm đi, làm cho con cái của ông rồi họ hưởng được cũng cũng đỡ lắm chứ. Hả? Mình làm chuyện phước đức bất ngờ thấy giờ không? Thôi để mai rồi hãy ban phép làm. Đêm nay nghĩ đến cái mai cho có mặt hết trọi rồi ban phép làm. Nhớ rằng nha, ai không có mặt đâu không hưởng đâu, chịu.